chơi Windows xong rồi. Xong hai gã thằng bé chỉ qua phản tua. Phản tua. Hi, theo xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Bữa nay thì em đi sáng đi khám bệnh cho bé heo, về cái em nấu nồi chè giữ nhang này cô chú ăn giải nhiệt mùa hè. Bữa nay tụi em chở bé heo đi ra đây xét nghiệm máu á cô chú, chứ để nó cứ mà nổi ba cái đó lên xuống hoài không biết bị cái gì. Em nghe cô chú trên mạng nói là coi cái gan nó có bị nóng này kia không á, em đi xét nghiệm coi cho nó chắc ăn. Bây giờ đi qua bên đây lấy máu rồi cô chú ơi, nhìn bé heo nè. Dạ chồng đi ăn sáng nè cô chú ơi, cái này là đồ trộn lạnh nè. Xin lòng mang xin đi kìa. Xin đi kìa. Xin đi kìa. Cơ là. Ở đây thịt lạnh với cá nè cô chú. À, nhiều món nữa đó. Nước chấm. Cảm ơn em nha. Mẹ xong á. Thịt này để hoài vậy đó, nào hết thôi. Cây hề trứng, trứng chiên. À hề trứng thuốc bắc. Má dạ khử xong á. Nước này cô chú. Con khử xong rồi, đây này ý cơ đi con. Khử rồi phải không? Lại. Đó, ngồi đợi đó. Mời cô chú anh chị ăn sáng với vợ chồng em nha. Cái này là tô mì thịt, mì trứng. Cho bé heo ăn phân nửa, em phân nửa đó. Đó, cha con nó ăn đó. Cha ăn heo thì ăn mì lạnh. Bé heo bên này cầm đũa ăn lên đó bụng dữ rồi. Bé heo mời ông bà cô chú đi con. Giỏi quá. Người Trung Quốc thích ăn mì, hai cha con giống hệt, đi đâu rồi ăn mì không. Mời ông bà cô chú hello cô. Mời ông bà cô chú hello cô. Bo me vậy nè, mời ông bà cô chú. Rồi xem là. Nè cho cô chú coi trong tô mì có gì nha, được mấy miếng thịt bò. Đó. Mì nè cô chú, mì tươi đó, mì này ta làm tại chỗ luôn. Như cái miếng trứng này là mình tự kêu thêm. Người ta cho mình chỉ mấy miếng thịt bò này thôi. Tô nhỏ đó nha cô chú, tô này là tô nhỏ em bé đó nha, tô bự là còn dữ nữa. Ngon không con? Ngon không? Ờ giỏi quá, ngon, con ăn nhiều vô chút nha. Con dạ, con đừng có ừ biết không. Ăn lẹ đi rồi mẹ dẫn đi mua đồ chơi. Ăn hết thì mẹ dẫn đi mua đồ chơi, giỏi quá. Bây giờ thì khách lại đông rồi nè cô chú. Hồi nãy em lại thì có mình nên gia đình em à. Đi ăn sáng bên đó ăn mì mà không bé heo nó ăn em sợ nó không có no. Rồi về em sợ trễ giờ không kịp đút cơm cho nó cô chú, không kịp nấu á. Cái bắt đầu em qua đây em mua cháo, nhiều loại cháo lắm luôn, đủ thứ hết trơn như trên màn hình vậy đó cô chú. Em mua cho nó cháo kỷ tử với táo đỏ, đặng mà về cái mình đút cho nó ăn, ăn cho nó bổ lại cô chú. Nhìn thấy thì hấp dẫn lắm mà không biết có ngon không. Ở trên đó thì bánh bao, sủi cảo, rồi đủ loại hết trơn á cô chú. Hải sâm nữa, có hải sâm nó dinh dưỡng không mà. Bé heo rồi mua cái ghế này nè, nó lớn rồi lại đứng nó về 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 anh rồi mua cái ghế đó. Cái quán này nhìn cũng sạch sẽ sang trọng lắm cô chú. Quán này đẹp hơn quán nãy. Ừ.
Đây trả tiền à. Mua cháo về đằng trưa cho nó ăn đó cô chú. Về nấu không kịp rồi. Lại xua đi, lại xua mau phải chưa? Lại xua đi mau phải chưa? Tao cứ biết vậy mà lái lái. Lái. Mày tao nấu đồ ăn đem ra đó cô chú, trong bếp nè. Nhìn cũng đẹp, lịch sự, sạch sẽ. Bữa nay thì em nấu chè dưỡng nhan á cô chú, nấu ăn cho nó mát nè. Cái này thì đường đường phèn, cái này thì kỹ tử, cái này là toàn bộ là em đã sơ chế, em rửa qua mấy nước sạch sẽ hết trơn đó cô chú. Cái này thì qua đông trùng, cái này thì táo đỏ cắt miếng á, còn cái này thì hạt chia nè cô chú, hạt chia bên Úc nè. Cái này hạt sen, em ngâm mấy hôm qua đến giờ rồi, giờ em tháo ra em gỡ cái nhị hết rồi, còn cái này thì nhựa đào, còn cái này thì nấm tiết. Bây giờ em đi nấu đây. Bây giờ thì nước cũng sôi lăn tăn rồi cô chú. Giờ thì em bỏ hạt sen vô nấu trước. Em nấu hai nồi lận. Nồi cho ông bà nội, nồi cho vợ chồng em. Tại vì cái nồi nó nhỏ với lại nấu riêng á. Ông chồng em thích ăn ngọt nhiều xíu. Ông bà nội thì ăn ngọt ít. Thành ra em nấu hai nồi. Chia ra nấu. Nấu hạt sen trước cỡ 10 phút là bắt đầu là nó mềm rồi. Tại vì em ngâm qua đêm. Em nấu hồi nãy giờ thì cũng mềm rồi đó cô chú. Và bây giờ thì em cho mà táo đỏ vô. Bên đây cũng cho táo đỏ vô. Cô chú thông cảm. Tại vì làm ấy hai bên cái đầu nó bị gớt á. Rồi bắt đầu em cho nấm tiết vô cô chú. Ăn phải chia đồng chia đủ. Nấu hai nồi chia đồng chia đủ. Rồi cái này đổ bên đây hết. Mình cho cái mà nhựa đào vô luôn cô chú ơi. Chia ra. Em thì cũng lần đầu tiên nấu, em cũng coi trên mạng á cô chú. Rồi bắt đầu mình cho qua đông trùng vô luôn. Bây giờ nóng quá. Bên đây cũng vậy luôn. Rồi em cho kỹ tử vô luôn cô chú. Đây cũng cho vô luôn. Rồi mình lấy này mình đảo nó lên. Không có lá dứa rồi cô chú ơi. Em mua lá dứa mà nó tới nó bị úa vàng hết trơn rồi. Thành ra em bỏ rồi. Chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi em bỏ cái hạt chia vô luôn. Không biết người ta có ngâm ra không nữa, em không có thấy nữa. Rồi giờ em bỏ nguyên hộp vô đây luôn cho nó tan ra luôn cô chú ơi. Đổ vô đây luôn. Đảo lên. Chắc nóng thì nó cũng mau ra thôi. Còn hơn mình ngâm, mình ngâm trước thì cũng vậy. Không phải em làm biến mà là em không có thấy, em biết ta nấu làm sao á cô chú. Em không thấy khúc ta bỏ hạt chia. Toàn là người ta nấu bỏ ba cái mà táo đỏ rồi kỹ tử này kia thôi chứ chưa thấy bỏ hạt chia, thành ra em không có biết. Có gì cô chú nhớ góp ý cho em với. Xong rồi đó. Bây giờ mình đợi cho nó nở ra nó chín rồi cái mình mới bỏ đường phèn vô cô chú. Xong rồi cô chú ơi, chín hết trơn rồi. Bây giờ thì em bỏ mà đường phèn vô. Cái nồi của vợ chồng em thì bỏ đường phèn một ít. Nồi của ông bà nội thì bỏ 2-3 cục à. Tại vì ông bà nội không có ăn ngọt. Với lại ba cái hạt này nó ra cái chắc nó cũng ngọt ngọt rồi đó cô chú. Đó, cái nồi này là của vợ chồng em. Cái nồi của ông bà nội bên đây. Em cho vô một muỗng. Rồi xong. Mình đảo lên, mình đợi cho nó tan đường ra hết là bắt đầu mình ăn được rồi cô chú ơi.
nhìn ngon ghê luôn. Hạt sen thì nó bùi bùi, mấy cái hạt này thì nó ngọt sẵn. Xong rồi cô chú ơi, bên đây nồi của ông bà nội không có đường đó, bên đây nồi của vợ chồng em, bây giờ em làm cái gì cũng hai nồi vậy đó. Đó, ngon lành không, mùa hè mát gửi gửi. Xong rồi cô chú ơi, bây giờ mình múc ra tô mình chuẩn bị đem đi cho ông bà nội, kêu ông bà nội về ăn, kêu bà nội về ăn, hồi nó chiều xuống ruộng đem cho ông nội cho cô chú. Đó, cái này là cái nhỏ đó dành cho em bé Bồng Bông, không biết em bé Bồng Bông có ăn không nữa. À, mình có thể chế sữa tươi vô á, mình ăn chung á cô chú, ăn thay bữa sáng cũng được, vừa đẹp vừa mát vừa tốt. Em chế sữa tươi vô nè cô chú, ngon lắm luôn. Em thấy bên đây mấy chị bên Trung người ta ăn gì đây không nè, em cũng làm theo. Mời cô chú anh chị ăn chè dưỡng nhan với em nha. Em học theo mấy chị bên Trung Quốc đây nè, bỏ mà sữa tươi vô á, ngon quá trời luôn cô chú. Vừa mới nấu xong đem cho bà nội xong rồi, giờ em về nhà em ăn thử á. Giờ này cha con mấy heo ngủ rồi chưa thức nữa. Không có béo quá, cũng không có ngọt quá, được. Em thì ăn cái này thì mới đây thôi, còn mẹ em thì ăn thường. Em mua gửi Việt Nam cho mẹ ăn bịch này nè cô chú. Bịch lớn như nè, ở trong đây thì nó 50 bịch nhỏ. Tùy theo mình muốn mua ở trong bao nhiêu bịch thì tùy mình, thì mua nhiều thì tùy nhiều. Là bịch nhỏ ở trong nó vậy nè cô chú. Là nó có nhựa đào với tiết yến. Nhựa đào với tiết yến với cái này kia bằng gì ta, kêu bằng cái tên gì em quên mất tiêu rồi, em quên mất tiêu rồi. Cái này nó màu trắng trắng miếng miếng như là cô chú em quên rồi, tự nhiên quên nghe không đó. Cái này là mẹ em ăn á, ở bển vừa bổ mà vừa tăng ký đó cô chú, đẹp da nữa đó. Ở bên đây người ta ăn nè, và cái em mua gửi cho mẹ. Mẹ em ăn cái này đâu 2 năm mấy, gần 3 năm trời đó, mẹ nói tốt lên ký rồi, sức khỏe cũng đỡ á, rồi cái cơ thể nó cũng mịn màng hơn á cô chú. Là em mua cho mẹ đó. Vậy em bịch dưới đây cái mình đổ nước ra mình ngâm đến sáng là nó ra một chén đó. Và cái sáng cái mình bỏ đường phèn vô vài cục, cái mình chưng lên mình ăn y hệt như là yến vậy đó cô chú. Rồi mình có mà điều kiện hoặc là mình muốn ăn sữa tươi á, thì mình chế vô giống như em gì nè, ăn ngon lắm cô chú. Không có táo đỏ, không có kỳ tử nha. Cái này chỉ có 3 loại thôi, một loại tiết kiến với một loại nhựa đào với cái màu trắng này, cái gì em quên đó cô chú, cái tên khó kêu quá à. Nó em mua gửi cho mẹ hoài luôn, hết là em mẹ gửi. Cái này của em ăn còn nhiêu nè, 50 bịch mà mang về này còn có 10 mấy bịch à. Chào mẹ à. Bà nói khen ngon rồi đó. Xì nè, dễ khở dễ xì nè. Bà nói trời đực rồi, khát nước quá trời luôn, nãy giờ uống mấy ca. Uống cái này ngon. Qua này nè ngon không ăn dạ? Đây qua này nè ngon không? Đi con. Bữa nay mua cho bắt đầu kẹp tóc kẹp ở sau lưng lên. Nuôi hộ bên thủ pha đó. Kìa con lại con hỏi bà nội ngon không đi. Ý hỏi mà. Hỏi bà nội đẹp không đó. Đẹp ai. Cái kiến đó kìa. Cái đồ chơi kìa. Măng dạ xẹn là à. Mà nói đụng cái đó nó là làng. Mà
Mà dạ quên này nè, hộp bơ hồ xí. Thì hai mấy quên mang dạ. Lì gì đó. Bữa nay lì gì. Nói nó nãy đi vô nhà cái nó nói xin chào quý khách. Kính chào quý khách. Em hỏi nó làm sao mà nói gì vậy? Ai dạy nó, cái nó nói là cô giáo dạy nó. Nói người ta lại là mình phải mà kính chào quý khách vậy đó. Bà nội khen ngon rồi đó. Ăn mà cứ ngon quá, ngon quá. Bà nội nó thấy em lục biết làm gì, ai ngờ nấu cái này. Cháu nội lựa cho cái áo bông qua lá hẹ mặc cũng được quá đó. Mang dạ, sợi cày này nè mẹ y phụ chứ dần là. Sợi cày này nè mẹ là. Sợi theo là. Bẹ chà tơ xịn mà. Bữa trước mang dạ. Hè. Bữa trước mang dạ theo mà. Đổi thừa đó, nó nói mẹ lựa chứ không phải con rồi đó. Bà nói si ăn gần hết rồi. Khổ quá tiệm bè. Heo ý khẩu. Bẹ xua nè nè, heo ý khẩu rồi nè, khửa mấy kìa. Bà nội nói cái hoa đông trùng, cái đông trùng hoa đó đó là bà nội nói con sâu, tưởng con sâu. Rồi chơi nguyên tô húp luôn rồi. Mang dạ bua nọng khoa này bên. Mama can đi sầm mất xua xa lại chưa bua nặng khoa tại chưa xa lại. Mama na chèn lại chèn chỗ đó. Khoa tiện. Nghe lời mẹ không? Muốn vẽ thì lấy cuốn tập. Thì chưa lén lén nữa tính vẽ nên đã phá nữa đó. Bây giờ thì hai vợ chồng em chạy xuống đem xuống cho ông nội cô chú. Đem cái mà chè dưỡng nhang á. Giờ đang trên đường xuống gần tới rồi. Tới rồi cô chú ơi, em với cha bé heo. Em với cha bé heo đem xuống ruộng cho ông nội cái chè dưỡng nhang. Ông nội ngồi đó kìa, ngồi buồn hiu ngồi lên đó kìa. Bữa nay khoai lang nó bị cái gì vậy? Nó bị ố ố vàng vàng rồi nè. Khúc này nè. Tới rồi, giờ ông nội đi kiếm dưa rồi cô chú ơi. Cha với heo rồi ăn dưa. Em đội đi bán mà ông nội nói là mà
Bây giờ dưa người ta nhóc hết trơn á, rẻ ghê luôn hà. Rồi mình có ít để ăn à. Nhóc hết trơn đây nè, ăn sao hết. Mà ông nội nó không có đi bán. Em tính bữa nào cha bé heo nghỉ á, công ty cho nghỉ á, cái em đi hái một xe, em đi bán. Mà thiệt, cỡ này em đi chợ qua bên đó, người ta bán dưa hấu quá trời luôn. Đi một chút là đi 2-3 bước rồi có chiếc xe, 2 bước rồi có chiếc xe. Bên đây tới mùa nực là mùa hè này là dưa dữ lắm dưa. Thì bà anh thâu là bà sao mà đây là mấy sổ đó, đây rồi đó, đây là cái gì tùy cái đó, còn chuyện chính nữa đó. Ừ, chạy đây thôi. Sau thay gắn tha mẹ chi qua khẳng tua, khẳng tua, khẳng tua mẹ vui xíu thay rồi mà vui vô là đi kê, đi kê thả lại về. Bố kê là anh đến ta thâu rồi sắm ba. Kêu ông nội che là ông thân ta bẻ. Thâu đi bố gồm. Đi xin mà. Bố tê lê gà. Ừ. Bố tê lê gà. Chê quá là. Ông nội nó nói bẻ hết con trái rồi. Bữa nay nhức gan, ôm gan muốn khóc luôn rồi. Tối ngày cứ nhức nhức gan hoài. Năm bữa nửa tháng cái nhức lần. Khoai lang tùm hết trơn nè cô chú. Nè. Tùm hết trơn mà cái đọt này ăn không có được. Sao mà nó cứ ngắt hà. Nè cô chú thấy không? Nó cứ ngắt nó dai nhách hà. Thấy nó như này mình tưởng nó non ở bên Việt Nam mà như đây là ăn được nè. Mà nó cứ ngắt nó dai nhách vậy. Em cũng biết sao nữa. Đem xuống cho ông nội nguyên một hộp tràn chè luôn nè cô chú. Rồi nó cho ông nội uống. Cho nó gan nó bớt nhất không. Cái này nó mát. Hai giải nhiệt nè. Nguyên một hộp chàng chè luôn vậy đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Thấy ghét không? Siêu siêu ơi, hào xin ma. Ngon không? Ngon lắm hả? Dạ. Ngon dữ vậy, dữ vậy. Ở đâu mà có hộp cho nó dễ mà không có hộp, cho chọn ăn có hộp không vậy ta? Cái dưa nhà đó cô chú. Là dưa nhà của em đó. Dưa nhà cái chín màu được vậy đó. Hồng hồng mà chưa chín hung. Mà cái vỏ dày cui vậy. Video của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn lại video sau.